Với chủ đề chủ động để thành công và hạnh phúc, hàng ngàn sinh viên và thầy cô trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HUTECH đã hào hứng tham dự chương trình đối thoại cùng CEO. Thông tin sẽ có trong cụm tin vắn trong lĩnh vực giáo dục. Nền kinh tế số sẽ là cơ hội rất lớn cho phụ nữ thể hiện vai trò, có được những vị trí xứng đáng và tạo nhiều cơ hội bình đẳng giới. Từ khi còn ngồi trên giảng đường, các nữ sinh viên nên trang bị cho mình kiến thức về tài chính, chuyên môn và kỹ năng mềm. Chia sẻ của lãnh đạo Tập đoàn Liên Thái Bình Dương IPPG đã mang đến những bài học giá trị cho thế hệ trẻ, tạo nguồn cảm hứng cho các bạn sinh viên của nhà trường. Dịp này, IPPG đã trao 300 triệu đồng và cá nhân Chủ tịch Tập đoàn ông Jonathan Hạnh Nguyễn đã tặng 1 tỷ đồng cho quỹ học bổng thắp sáng những ước mơ dành cho sinh viên HUTECH. Nhằm ghi nhận và tri ân đến các giáo viên, cán bộ, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo thành phố, Công đoàn ngành giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp mặt tri ân cán bộ, giáo viên, nhân viên nghỉ hưu năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023. Trong 2 năm học vừa qua, thành phố có 273 giáo viên, nhân viên nghỉ hưu. Dịp này, Công đoàn Giáo dục thành phố đã gửi đến các thầy cô những món quà ý nghĩa như một lời tri ân, ghi nhận những đóng góp và mong muốn các thầy cô sẽ tiếp tục đồng hành với sự nghiệp giáo dục của thành phố. Sáng nay, Ngày hội Tân sinh viên lần thứ 18 năm 2023 với chủ đề Khát vọng sinh viên đã chính thức được khai mạc tại Nhà văn hóa sinh viên, thu hút đông đảo các bạn sinh viên thuộc các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Đây là một trong những hoạt động quy mô nhất của Nhà văn hóa sinh viên, hàng năm thu hút hơn 30.000 lượt học sinh, sinh viên tham gia. Bên cạnh giải thể thao điện tử, tại Ngày hội Tân sinh viên lần này còn diễn ra nhiều hoạt động, trong đó có một số hoạt động mới như giải Việt giả với 3.000 học sinh, sinh viên đăng ký tham gia, hoạt động sát hạch thể lực công nhận thanh niên khỏe, giải cờ vua giao lưu các câu lạc bộ cờ mở rộng, hoạt động thi thử IELTS.